Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mặt trời là một khối cầu plasma khổng lồ. Nó không chỉ cung cấp năng lượng và hơi ấm cho trái đất, mà nó còn có tầm quan trọng lớn hơn rất nhiều. Vậy một câu hỏi đặt ra là, trái đất của chúng ta sẽ ra sao nếu mặt trời biến mất? Đây tuy chỉ là một câu hỏi giả định, nhưng cũng khiến các nhà khoa học lưu tâm đến. Vậy hôm nay, Tốt Thú Vị mời các bạn cùng đi giải mã câu hỏi giả định này dưới góc nhìn của các nhà khoa học. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Mặt trời là một ngôi sao nằm ở trung tâm hệ mặt trời. Nó là điều kiện tiên quyết cho sự sống trên trái đất. Có bao giờ bạn tưởng tượng rằng nếu một ngày đẹp trời nào đó, bạn đang đi dạo, đột nhiên bầu trời tối sầm lại, bạn nhìn lên bầu trời thì mặt trời đã biến mất. Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Phải chăng trái đất của chúng ta sẽ bị hủy diệt ngay lập tức? Hãy cùng đi tìm hiểu câu hỏi giả định này dưới góc nhìn của các nhà khoa học nhé! 8 phút sau khi mặt trời biến mất. Như chúng ta đã biết, mặt trời là một khối cầu plasma khổng lồ. Khối lượng của nó chiếm đến 99,86% khối lượng của hệ mặt trời. Chính vì vậy, toàn bộ các hành tinh và các thiên thể trong hệ mặt trời đều phụ thuộc vào lực hấp dẫn khủng khiếp của nó. Khi mặt trời đột ngột biến mất, trái đất sẽ không bị ảnh hưởng ngay. Chúng ta vẫn cảm giác có sự hiện diện của mặt trời trong khoảng 8 phút. Nhưng ngay sau khoảng thời gian đó, trái đất sẽ không còn chịu ảnh hưởng lực hấp dẫn của mặt trời nữa. Lúc này trái đất của chúng ta sẽ lao ra ngoài quỹ đạo như một viên đạn. Khi đó nó có thể lao đi với một vận tốc rất lớn, với đường bay là một đường thẳng, chứ không phải là quỹ đạo elip như hiện nay. Không những trái đất, khi đó tất cả các hành tinh xung quanh và các thiên thể khác trong hệ mặt trời đều không phụ thuộc vào lực hấp dẫn của mặt trời nữa. Chúng đều lao ra khỏi quỹ đạo một cách hỗn loạn và đương nhiên lúc này tỷ lệ va chạm của các thiên thể với nhau là rất lớn. Nhưng tạm thời chúng ta không xét đến khả năng va chạm đó, chúng ta cùng đi tìm hiểu xem ngay sau thời khắc hỗn loạn này trái đất của chúng ta sẽ tiếp tục ra sao nhé. 9 phút sau khi mặt trời biến mất. Trái đất nằm cách xa mặt trời khoảng 150 triệu km. Chính vì vậy, ánh sáng của mặt trời sẽ mất khoảng 8 phút 20 giây mới đến được trái đất. Điều này có nghĩa từ phút thứ 9 trở đi, sau khi mặt trời biến mất, trái đất sẽ hoàn toàn nằm trong bóng tối. Ở thời điểm này, với các địa điểm đang là ban đêm thì gần như con người sẽ không có nhiều cảm nhận vì dường như nó không có sự khác biệt quá lớn. Có chăng chỉ là những khu vực nào đang nhìn thấy mặt trăng thì chúng ta sẽ thấy mặt trăng cũng đột ngột biến mất trên bầu trời. Còn những khu vực là ban ngày, ngay lập tức sẽ trở thành ban đêm. Và đương nhiên, một cảnh tượng hỗn loạn sẽ xảy ra. Lúc này, nguồn năng lượng điện sẽ phát huy tác dụng. Nó sẽ thắp sáng cả thế giới thay thế cho nguồn sáng của mặt trời. Có một điều thú vị là, tại thời điểm này, bạn vẫn có thể xem YouTube và các chương trình giải trí khác. Chỉ có điều bạn coi như mình đang xem giải trí vào ban đêm. Ngoài ra, từ lúc này bất kỳ thời gian nào bạn ngước nhìn lên bầu trời đều có thể nhìn ngắm thiên hà và các ngôi sao bởi vì nguồn sáng của chúng không bị ảnh hưởng khi mặt trời biến mất. Thậm chí, lúc này bạn sẽ thấy các ngôi sao có vẻ sáng hơn bình thường do chúng không bị ảnh hưởng ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Một ngày sau khi mặt trời biến mất. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ chưa cảm nhận được nhiều sự thay đổi đâu. Điều đầu tiên có thể bạn sẽ cảm thấy là một đêm thật là dài với 24 giờ mà vẫn chưa sáng. Ngoài ra bạn bắt đầu có cảm giác nhiệt độ đang có chiều hướng hạ xuống. Nhưng do ở thời điểm này, trái đất vẫn còn giữ được nhiệt lúc mặt trời còn tồn tại. Chính bởi vậy, sau một ngày nhiệt độ sẽ không xuống quá thấp, cảm giác của bạn vẫn không khác nhiều so với những đêm trước đó. Nhưng chắc chắn bạn sẽ rất hoang mang bởi vì tràn ngập các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin tức về sự kiện mặt trời đột ngột biến mất. Và đương nhiên, những dự báo tồi tệ trong tương lai gần của các chuyên gia sẽ khiến bạn nảy ra ý nghĩ sẽ phải làm nốt những việc quan trọng mà cuộc đời bạn chưa thể làm được. Một tuần sau khi mặt trời biến mất. Đến thời điểm này, chắc chắn bạn đang cảm thấy rất tồi tệ. Cái lạnh lẽo sẽ bao phủ toàn bộ trái đất, khi đó nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ giảm xuống khoảng 0 độ C.
phần đa các loài sinh vật không chịu được rét sẽ bị tuyệt chủng hàng loạt. Những cây cối không quang hợp được cũng bắt đầu chết đi, nguồn năng lượng mặt trời tích lũy đã dần cạn kiệt. Các thiết bị vệ tinh, định vị GPS đều sẽ không hoạt động. Nhưng rất may, lúc này bầu khí quyển vẫn đủ oxy trong một thời gian ngắn nữa. Nhưng có một điều tồi tệ hơn là băng đã bắt đầu bao phủ toàn bộ bề mặt của trái đất, báo hiệu một kỳ băng hà đã tới gần. Ở thời điểm này, nếu bạn vẫn đủ tỉnh táo ngắm các ngôi sao, bạn sẽ có một cảm giác hình như các vị trí ngôi sao trên bầu trời đã thay đổi khá nhiều. Và lúc này, trên trái đất sẽ không còn phân biệt được giữa xích đạo hay là các vùng lân cận, bởi vì nhiệt độ đã hạ xuống như nhau rồi. Một tháng sau khi mặt trời biến mất. Ở thời điểm này, nhiệt độ bề mặt trái đất đã xuống rất thấp, khoảng dưới âm 70 độ C. Gần như toàn bộ các động vật, sinh vật sinh sống trên bề mặt trái đất đều đã tuyệt chủng, chỉ còn những sinh vật sống dưới đáy đại dương và các hồ lớn. Còn đối với con người, chỉ có hai giải pháp duy nhất để sống sót, hoặc là sử dụng tàu ngầm để sống ở vị trí sâu nhất của đại dương, nơi vẫn còn hơi ấm, hoặc xây dựng những môi trường sống riêng biệt dưới lòng đất. Và đương nhiên, lúc này lượng oxy đã quá loãng trong không khí để các sinh vật hô hấp có thể sinh sống trên bề mặt. Hai tháng sau khi mặt trời biến mất. Lúc này nhiệt độ đã hạ xuống rất sâu, khoảng âm 123 độ C. Mặt biển đã bắt đầu đóng băng, chỉ có những sinh vật biển ở tầng đáy gần tâm trái đất mới có cơ hội sống sót. Còn gần như toàn bộ sinh vật trên bề mặt trái đất đều đã bị tuyệt chủng. Lác đác còn một vài dòng cây đại thụ vẫn đứng vững sau hai tháng mặt trời biến mất, dù chúng không cần quang hợp. Còn với con người, có lẽ nhân loại sẽ không có cơ hội nào để chúng ta duy trì nòi giống. Bởi vì khi đó toàn bộ nguồn năng lượng đã bị cạn kiệt và chính thức kỷ băng hà đã đến, trái đất của chúng ta chìm trong bóng tối, xung quanh chỉ toàn thấy băng và các công trình kiến trúc mà nhân loại để lại. Một năm sau khi mặt trời biến mất. Toàn bộ bề mặt trái đất đã chìm trong kỷ băng hà, nhiệt độ lúc này giảm xuống âm 200 độ C. Lúc này toàn bộ các đại dương trên trái đất đều sẽ bị phủ kín bởi băng. Vì tính chất của băng là nhẹ hơn nước, băng sẽ nổi lên trên bề mặt của nước và đồng thời băng cũng là một vật cách nhiệt vô cùng hiệu quả. Chính bởi vậy, dưới lớp băng dày vẫn là nước lỏng, các vi sinh vật vẫn có thể tồn tại ở sâu dưới lòng đại dương. Ngoài ra, dưới đáy của các đại dương vẫn có các lỗ thông hơi nhiệt từ trong lòng đất và nó sẽ còn được duy trì trong thời gian dài khi mặt trời biến mất. Còn trên bề mặt thì những cây đại thụ vẫn còn, mặc dù quá trình quang hợp không xảy ra trong một năm. Những cây đại thụ này có lẽ sẽ được mệnh danh là sống dai nhất thế giới, bởi vì theo tính toán nó có thể tồn tại đến vài thập kỷ. 1.000 năm sau khi mặt trời biến mất. Lúc này, toàn bộ đại dương đã bị đóng băng, nhiệt độ trái đất hạ xuống khoảng âm 240 độ C. Toàn bộ sinh vật trên trái đất sẽ không còn nữa, kể cả những cây đại thụ. Và lúc này, những sinh vật dưới đáy đại dương sẽ được bảo tồn với những lớp băng cực dày. Ngoài ra, bầu khí quyển của trái đất sẽ hoàn toàn sụp đổ. Các phóng xạ từ vũ trụ tràn ngập bề mặt trái đất, biến trái đất trở thành một hành tinh chết, giống như các hành tinh lang thang trong vũ trụ. Và đương nhiên, trên quãng đường lang thang một mình này, trái đất không thể tránh khỏi những vụ va chạm đến từ các thiên thạch, các tiểu hành tinh khác. Khi đó, trên bề mặt trái đất sẽ xuất hiện vô số các hố va chạm. Và đó là sự kết thúc của trái đất nếu như mặt trời đột ngột biến mất. Nhưng các bạn hãy yên tâm, đây chỉ là một câu hỏi giả định. Ở thời điểm hiện tại, mặt trời của chúng ta đang ở thời kỳ dãy chính và theo sự tiến hóa, nó mới chỉ tồn tại được khoảng một nửa vòng đời. Theo các nhà khoa học, ở thời điểm hiện tại gần một nửa lượng hydro trong lõi mặt trời đã được đốt cháy hết, với số nguyên tử còn lại hầu hết là heli. Kết quả của quá trình đốt cháy này là mặt trời sẽ ngày càng sản xuất ra nhiều năng lượng hơn. Theo tính toán, khoảng 1 tỷ năm tới, mặt trời sẽ tăng độ sáng khoảng 10%. Lúc này ở vị trí trái đất đã trở nên quá nóng để con người có thể sinh sống và mặt trời sẽ cạn kiệt nhiên liệu sau khoảng 4,8 tỷ năm nữa. Lúc này độ sáng của nó tăng khoảng 121% so với hiện tại. Khi đó nó đã kết thúc tiến trình dãy chính, bước sang giai đoạn trở thành một sao khổng lồ đỏ.
Và đương nhiên, nếu con người muốn sống lâu hơn, chúng ta cần sớm tìm ra những hành tinh mới có đủ điều kiện cho sự sống kiểu trái đất trước khi mặt trời trở nên quá nóng. Vậy là hôm nay, Tô Thú Vị và các bạn đã cùng đi giải mã câu hỏi giả định điều gì sẽ xảy ra với trái đất nếu như mặt trời biến mất. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Tô Thú Vị nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tô Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.